Khang và Thanh Thảo rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân quen của chương trình Camera Cận Cảnh. Cuộc sống hiện nay có rất là nhiều điều mà dư luận đang quan tâm, đánh giá và nhận xét, và những thông tin thật sự bổ ích sẽ được gửi gắm đến quý vị qua chương trình Camera Cận Cảnh. Và nội dung ngày hôm nay sẽ là gì đây? Những câu chuyện được cảnh giác, những tình huống giao thông nguy hiểm, và nội dung chính sẽ đề cập đến những câu chuyện diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Không để cho quý vị khán giả phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin được mời quý vị cùng trải nghiệm với câu chuyện đầu tiên. Tương ớt nói riêng và các loại nước sốt nói chung là một trong những gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn của nhiều người Việt Nam và thường được sử dụng nhiều ở các hàng quán ăn uống. Từ những nhà hàng sang trọng đến cả quán cốc lề đường, ở đâu cũng có thể bắt gặp những loại nước sốt quen thuộc. Thế nhưng, nguồn gốc của những sản phẩm này và cách thức chế biến ra chúng như thế nào thì không phải người tiêu dùng nào cũng quan tâm đến. Đôi khi thì em đi ra ngoài hàng quán mấy bạn thì có dùng như là hủ tiếu, phở với là hoặc là cơm gà khói mỡ thì vẫn dùng đến tương à. Tại vì cho phù hợp với khẩu vị từng món ăn cho nên vẫn phải bỏ cho vào bình thường thôi, chứ mặc dù không biết nó là nguồn gốc như thế nào à. Đây là hình ảnh ghi lại được tại một cơ sở sản xuất tương ớt tại Bình Dương vào tháng 8 năm 2016. Ngay thời điểm kiểm tra, cơ sở này có tới 7 tấn tương ớt đang trong quá trình lên men trong điều kiện thiếu vệ sinh. Cùng với đó là nhiều can nhựa đựng tương ớt thành phẩm và lượng lớn chất bảo quản sodium benzoate nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó vào đầu năm 2016, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất tương ớt tại quận Tân Phú, thu giữ hàng ngàn chai siro và tương ớt thành phẩm. Cùng với đó là hơn 400 kg hóa chất không rõ nguồn gốc dùng để sản xuất siro và tương ớt rồi tuôn ra thị trường tiêu thụ. Những vụ việc điển hình đã bị phát hiện và bắt giữ liên quan đến vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất tương ớt, tương đen vừa qua, đã phần nào nói lên những góc khuất trong việc sản xuất, buôn bán những loại gia vị thông dụng hiện nay. Cái đội ngũ quản lý thị trường của mình nó khá là mỏng và cái như mình thường mình sẽ làm theo những cái dịp trọng điểm, mình không đủ cái nhân lực để làm nó một cách nó tràn lan như vậy. Cho nên với cái quy mô của các tiểu thương nó nhỏ, người ta bán với cái số lượng nhỏ như vậy thì hầu như mình sẽ không làm xuể. Để tìm hiểu thực hư, phóng viên đã có mặt tại chợ Bình Tây, thành phố Hồ Chí Minh và không mấy khó khăn để tìm mua những loại tương ớt, tương đen với giá siêu rẻ. Cái này 5 kg thì dễ sắp 4 kg mấy 5 kg còn dễ sắp em 25.000 bình, tức là 29. Còn cái 34 rồi 40. Tiền nào của nấy. Không biết chất lượng tới đâu, nhưng mỗi can tương như thế này đều có nhãn mác in kèm dòng chữ chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Chỉ cần từ 25 đến trên 30.000 đồng, bất cứ ai cũng có thể mua được một can tương ớt hay tương cà có dung tích lên tới 5 lít. Như vậy với giá thành chỉ khoảng 5.000 đồng cho một lít tương ớt mà nhà sản xuất và tiểu thương vẫn có lời thì thật khó mà tưởng tượng ra chất lượng thật sự của mặt hàng này. Mặc dù vậy với giá thành siêu rẻ, không mấy cửa hàng lại từ chối việc mua và sử dụng, bạn có thể tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Can 5 lít mà giá 28.000 thì chắc chắn là chất lượng không có tốt rồi. Tương ớt trôi nổi á, thì ngoài cái chất bảo quản rất là cao hay là chất chống mốc rất cao, nó còn có cái chất là cái gọi là chất CMC, mà thường nếu mà muốn giá rẻ thì họ dùng CMC công nghiệp, bởi vì CMC cái chất CMC tạo độ đục mà dùng riêng cho thực phẩm á, thì giá thành nó rất là cao. Bên cạnh đó là những cái loại tương ớt bẩn đó, là người ta còn coi như là pha trộn thêm những cái chất tạo màu rất là nguy hiểm. Ví dụ trước đây vào khoảng những năm 2006-2007 là trên thị trường người ta phát hiện là cái chất tạo màu mà tạo cho cái tương ớt hay tương cà có màu đỏ tự nhiên hoặc là màu rực rỡ thì nó là sử dụng cái hợp chất là su đăng. Cái hợp chất này là nó tác động rất mạnh đến cái phân tử DNA
gây tổn thương phân tử này và dẫn đến ung thư rất là cao. Và hiện nay á, thì có lẽ là bị cấm, có nghĩa là cái cơ quan chức năng á, đã vào cuộc cũng rà soát rất mạnh vấn đề này. Thành ra hiện nay thì cái loại tương ớt này á, người ta lại dùng một cái chất phẩm màu là rhodamine. Cái chất này á, là thường là được dùng trong cái gọi là cái công nghiệp dệt in ấn. Đó. Nói chung đây là hóa chất cấm tuyệt đối, cấm được dùng trong cái thực phẩm. Trên thực tế, để có giá thành siêu rẻ, những loại tương ớt trôi nổi buộc phải sử dụng các hóa chất tạo màu, tạo mùi, tạo cay, đảm nhiệm phần lớn cho việc làm nên tương ớt. Chính vì vậy, người sử dụng có thể bị ngộ độc hoặc lâu dần có thể tổn hại đến sức khỏe nếu sử dụng với số lượng nhiều và trong thời gian dài. Mặc dù nguy cơ là luôn hiện hữu và cũng đã có những cảnh báo từ nhiều chuyên gia, tuy nhiên, thực trạng buôn bán và sử dụng loại sản phẩm này vẫn rất phổ biến trên thị trường. Chủ yếu là ở lương tâm người bán, chứ bây giờ mình đi ra đường thì mình ăn như vậy là bắt buộc, một là mình nhịn, còn hai là mình coi như mình nhắm mắt mình sử dụng thôi. Còn khi còn lại ngăn chặn là chỉ ở cơ quan chức năng người ta ngăn chặn, người ta công bố cho người tiêu dùng thôi. Người tiêu dùng á, thì lâu nay thì họ cũng rất là hoang mang rồi. Họ cũng nhiều khi là họ không biết cách để tự bảo vệ mình luôn. Không biết tin tưởng vào đâu, thì mình nghĩ là cơ quan chức năng nên có những cái hoạt động. Thứ nhất là phải sát sao, thứ hai là phải thực tế, và thứ ba phải thật quyết liệt vào thì mới có thể bảo vệ được người tiêu dùng. Mình nghĩ là cách duy nhất mà mình có thể tự bảo vệ mình đó là mình mua tương ớt từ siêu thị, hoặc là những lúc mà gấp quá thì mình cũng đành phải mua từ các cửa hàng. Thì cái điều duy nhất là mình tin là mình có thể ít nhất là bảo vệ được sức khỏe của mình, đó là cái nhãn mác ở bên ngoài của sản phẩm. Và mình nghĩ là nếu mà nhãn mác đó mà không có thật nữa thì cũng hết cách. Là CMC công nghiệp này, nào là phẩm màu nè, vừa là chất bảo quản chống mốc quá liều nè, rồi đường hóa học để tổng hợp lại, thì chắc chắn là cơ thể chúng ta phải gánh một cái lượng hóa chất rất là nguy hại, nó sẽ tác động trực tiếp đến gan. Như vậy đầu tiên cơ quan bị ảnh hưởng chính là gan và thận, và về lâu dài có thể là dẫn đến nhiều loại bệnh lý khác nhau, trong đó có ung thư. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng, thì người dân cũng cần phải nói không với việc sử dụng các loại tương ớt trôi nổi, không nhãn mác, không nguồn gốc, đặc biệt là các loại tương có giá rẻ một cách bất thường. Tương ớt làm tự nhiên sẽ có màu sậm, mùi vị thơm ngon. Ngược lại, tương ớt sử dụng nhiều hóa chất để pha chế, thường có màu đỏ sặc sỡ và không bị phai màu trong nước. Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên lựa chọn các loại tương ớt có bao bì, nhãn mác rõ ràng, có ghi rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng của các thương hiệu nổi tiếng có uy tín lâu năm, để hạn chế rủi ro và tổn hại sức khỏe cho chính mình và người nhà. Tương ớt là một cái gia vị mà chắc chắn là phổ biến và cũng khá là ngon, bởi vì nó kích thích vị giác của mỗi người trong những cái món ăn của chúng ta. Nhưng mà khi mà nhìn thấy những cái cơ sở chế biến mà tương ớt đã thành phẩm rồi mà lại có những cái con lúc nhúc như thế kia, thì thật sự Thảo không có cảm giác được là những cái món ở bên ngoài lề đường, tất cả những cái tương ớt được đựng trong can, nội là cái vật dụng để đựng không, thì chúng ta đã thấy là không vệ sinh, không an toàn rồi ạ. Biết làm sao được khi mà người bán tham lợi nhuận, người mua thì lại tham rẻ, và người mà lãnh đủ hết lại chính là người tiêu dùng. Ở đây là chúng tôi chỉ đề cập đến tương ớt thôi nha. Ở bên cạnh đó còn có rất là nhiều những cái loại gia vị và nước chấm khác trên những cái bàn ăn mà chúng ta có thể nhìn thấy rất là quen thuộc ở những cái hàng quán, tại những sao quán Thảo nhậu lại không khuyên người ta là thôi tốt nhất tự nấu, tự ăn ở nhà vậy cho không, nó sạch. Khen ơi, nhưng mà đặc biệt là những cái món lề đường nó rất là ngon. Mình chỉ có thể hạn chế được nếu như mình thấy những cái loại tương ớt này không phù hợp với sức khỏe và nó quá là mất vệ sinh, không có an toàn vệ sinh thực phẩm, thì mình xách theo những thương hiệu mà đã đảm bảo. Được. Đi ăn ngoài đường thì trong túi của Thanh Thảo sẽ có ít nhất là ba loại là như gia vậy. Vị. Thảo mặc kệ, bởi vì Thảo nghĩ điều đó là tốt cho sức khỏe. Mà chấm tương ớt, tương cà, những cái món mà ở ngoài lề đường như vậy chắc chắn là sẽ không an toàn cho các con rồi. Thì hy vọng rằng là những cái hình ảnh mà chương trình Camera Cận Cảnh ngày hôm nay gửi gắm đến tất cả quý vị sẽ là những cái hình ảnh để các cơ quan chức năng vào cuộc, và người dân của chúng ta sẽ tỉnh táo hơn trong việc chọn thực phẩm cho chính mình. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo.
đồng hồ trên camera an ninh hiển thị 11 giờ trưa. Tại một quầy hàng bán điện thoại, có rất nhiều người qua lại nhưng không có người bán hàng. Một thanh niên đi vòng quanh các quầy hàng, có lẽ muốn tìm kiếm một chiếc điện thoại ưng ý. Thì người bán hàng xuất hiện, đi vào đóng các cửa tủ kính lại rất cẩn thận. Người bán hàng này đứng chờ người thanh niên một lúc rồi đi lên quầy phía trên, bởi vì người thanh niên chỉ đứng nhìn chứ không yêu cầu nhân viên cho xem sản phẩm. Người thanh niên đứng xem rất lâu, ngó nghiêng qua lại, thay đổi tư thế liên tục, nhưng vẫn không chọn được chiếc điện thoại nào. Bất ngờ, hắn quan sát xung quanh, rồi thò tay vào trong, mở cửa tủ, lấy một điện thoại ra với sự chứng kiến của nhiều người qua lại. Đây đích thị là một kẻ trộm. Quả thật, tên trộm này rất may mắn khi nhiều người đi ngang qua không để ý đến hành vi trộm cắp của hắn. Sau khi lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần, tên trộm rời đi nhanh chóng mà không ai hay biết. Mặc dù có camera quan sát, nhưng chính vì người bán hàng lơ là chủ quan rời bỏ gian hàng, cho nên tên trộm đã có được một chiếc điện thoại mà người phải trả tiền cho chiếc điện thoại đó chính là cô nhân viên bán hàng mất cảnh giác. Bực cái tên trộm là một, nhưng mà bực cái chị bán hàng là hai. Đúng rồi. Như chị này chỉ thuộc dạng hoa hậu thân thiện á, tức là chỉ thích đi giao tế với mọi người mà chỉ không hề biết là cái công việc chính của chị là đang bán điện thoại. Thông thường mình thấy khách đến là mình phải nhào vô mua gì ra sao, cái đúng không? Kỹ năng bán hàng và tư vấn khách hàng cực kỳ tốt đến mức mà không hề phải nghi ngờ ai là kẻ gian cả và không hề có một cái thái độ cảnh giác. Không, chắc chị chưa có bị rơi vào cái tình huống mất đồ như thế hay này là bao chưa giờ. Coi camera chưa có cảnh. Kinh nghiệm đó. Cho nên là mà cái tên trộm này Nguyễn Khang phát hiện ra một điều là bạn này rất kiên nhẫn, tức là đứng chờ rất là lâu cho đến khi chủ tiệm họ đi mới ra tay. Nhưng mà biết làm sao được, thôi coi như là của đi để chúng ta có một bài học rất là đáng giá cho mình. Lần sau nếu mà có nhu cầu giao tiếp với lại bạn bè xung quanh thì chúng ta nên khóa tủ, bỏ chìa khóa vào trong tủ. Đặc biệt trong cái trường hợp bán hàng này thì của đi không có thay được người nào hết. Nhưng mà chính bản thân các chị nhân viên, các anh nhân viên trong cửa hàng sẽ phải bỏ tiền túi của mình ra để bồi thường cái tài sản bị mất cấp ở cửa hàng. Xin mời quý vị đến với nội dung tiếp theo. Chương trình camera cận cảnh đã từng đề cập đến những vụ trộm xe tại các cửa hàng quán ăn. Những chiếc xe máy được dựng hớ hên trên lề đường, không người trông coi, không được khóa cẩn thận, có thể bị kẻ gian cưỡng đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, dù có nhân viên bảo vệ trông coi cẩn thận, kẻ trộm vẫn không từ bỏ ý định ăn cắp xe. Và câu chuyện mà chương trình đề cập hôm nay sẽ là đây là hình ảnh được camera an ninh của một quán ăn ghi lại được. Hai người khách vừa đi vào quán ăn. Họ có vẻ không vội vã cho lắm vì vẫn mặc nguyên áo mưa trên người và đội mũ bảo hiểm. Người thanh niên ngồi phía sau bước đến trò chuyện cùng người phục vụ. Vài giây sau đó, họ tháo chạy trước mặt người nhân viên phục vụ này. Qua vẻ hấp tấp và hành vi khả nghi của hai người khách này, phải chăng nơi đây vừa xảy ra một vụ cướp mà nạn nhân chính là cô bé nhân viên này? Đồng hồ lúc này hiển thị 18:30. Trời chưa quá tối, nhưng vì ngoài trời đang mưa nên mọi người đi trên đường có vẻ khá vội vã. Hai người khách chưa muốn bước vào quán ăn thì vẫn mặc nguyên áo mưa trên người. Người ngồi sau bước xuống, tiến đến và liên tục hỏi cô bé phục vụ điều gì đó. Và sau đó là dùng khẩu trang che kín mặt. Liên tục có những động thái đánh lạc hướng cô bé phục vụ. Phải chăng hai người này đang có ý đồ xấu? Một lúc sau, người thanh niên ngồi trên xe máy gọi nhân viên quán ăn đến, chỉ về hướng tấm biển hiệu. Còn người thanh niên này vẫn tiếp tục quan sát phía bên trong quán. Cùng lúc đó, kẻ thứ ba xuất hiện, phá ổ khóa của chiếc xe máy dựng phía ngoài. Cả ba người khách lúc này lộ diện mình là những tên trộm. Và ngay sau khi bẻ khóa được chiếc xe, cả ba tháo chạy gần như cùng lúc. Hãy cùng xem lại màn kịch này một lần nữa. Kẻ đánh lạc hướng, kẻ làm nhiệm vụ che chắn và kẻ bẻ khóa. Chiếc xe đã bị bẻ khóa trong vòng 3 giây ngắn ngủi. Ba kẻ gian này đã dựng nên một tình huống hoàn hảo làm nhân viên quán ăn mất tập trung.
Hậu quả là chiếc xe máy đã bị kẻ gian lấy đi trong sự ngỡ ngàng của nhân viên quán ăn. Và dù cô nhân viên quán ăn đã phát hiện sự việc gần như ngay lập tức và nhanh chóng truy hô, thế nhưng trong tình huống này, việc truy đuổi bọn trộm có lẽ là một hành động hoàn toàn bất khả thi. Với đoạn clip vừa rồi thì chúng tôi xin phép không đưa ra bất kỳ những ý kiến hay những sự bình luận nào cả, mà thiết nghĩ là chính quý vị khán giả khi ngồi trước màn ảnh nhỏ ở góc độ của những người quan sát, chúng ta sẽ có được câu trả lời và cái giải pháp cho chính bản thân mình. Chắc chắn là Thảo cũng đã có dịp nghe những câu chuyện về ngày Quốc khánh 2 tháng 9, về những người anh hùng đã đóng góp cho sự phát triển độc lập của dân tộc, những người đã không tiếc thân mình nhằm mang đến một cuộc sống độc lập, tự do và hạnh phúc cho những người dân, đúng không? Chắc chắn rồi, vừa là những cái câu chuyện kể thực sự trong những cái chương trình giao lưu, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có rất là nhiều những bài học qua sách vở. Những người trẻ đã cảm thấy lắng động thế nào, suy nghĩ ra sao? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau đây nhé. Cô không có cầm súng chiến đấu ngoài chiến trường, nhưng mà cô đưa tin tức cho quân báo đánh. Thí dụ như là muốn bỏ bom cái khu này là giao thông về liền, nói một giờ sau bỏ bom là giờ cứ liền. Đi tới đâu tin tức về cũng thắng lợi hoàn toàn luôn. Lúc cô làm cô cũng nổi bật lắm. Lúc đó chả có suy nghĩ gì. Thời đó tôi đi là không lương bổng gì hết trơn, không có tiền, không có bạc gì hết trơn, nhưng mà là 100% anh em là đều là sát cánh cùng nhau để chiến đấu dũng cảm, không ai ra đầu hàng địch. Nhớ nhiều lắm, nó có những kỷ niệm mà bây giờ khó kiếm. Vừa tình đồng đội có, vừa tình quân dân có, mà nhất là đối với mấy bà mẹ. Là một người lính vừa trở về đời thường thì bản thân tôi là năm nào, hầu như năm nào là gần đến Tết độc lập là nhà cũng mở tivi rồi mở radio nghe. Coi như là cái bài tuyên ngôn độc lập của bác đọc ở mùng 2 tháng 9 năm 45 ở quảng trường Ba Đình. Tôi nghe mỗi dịp mùng 2 tháng 9 đến, bản thân là cũng là thấy là mình tự hào. Từ một đất nước nô lệ mà là được bác đảng là chỉ đường, rồi toàn dân đứng lên là mình giành được độc lập. Giờ cũng là 72 năm. Các cháu là tôi cũng nhắn nhủ là mình làm gì thì làm, nhưng mà phải làm ăn lương thiện, phải chịu khó làm ăn, làm giàu cho mình rồi nhưng mà phải đóng góp cho xã hội. Nhưng mà mong sao là các cháu tiếp tục phát huy cái truyền thống của cha ông để mình tiếp tục là xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời gian tới. Qua những cái câu chuyện mà các bác cựu chiến binh cũng như là các lão thành cách mạng đã kể về cái chiến tích lễ lừng ngày xưa, thì bản thân tôi thấy rất là cảm phục các bác đã không tiếc xương máu để hy sinh tất cả vì độc lập của dân tộc. Thì hiện tại mình thấy các em, các bạn thì có rất là có ý thức trong việc là hoàn toàn tự nguyện trong việc đăng ký nghĩa vụ quân sự. Bởi vì sau 2 năm thì môi trường quân ngũ là môi trường rất tốt, có thể rèn luyện cho các em từ những cái người có thể là các em chưa có ý thức, chưa có được nề nếp trong cuộc sống. Nhưng mà sau 2 năm trong quân ngũ thì các em hoàn toàn trở thành những người đàn ông rất là có bản lĩnh, là thể chất cường tráng và có được nhiều yếu tố như là kiên trì, nhẫn nại, đoàn kết. Quý vị thân mến, mặc dù có rất nhiều những câu chuyện muốn được chia sẻ cùng với quý vị ngay bây giờ, nhưng mà do thời lượng của chương trình cũng có giới hạn, thôi thì đành hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau vậy. Còn bây giờ thì Thanh Thảo và Nguyên Khang xin được nói lời chào tạm biệt quý vị.